Xin chào bạn nhé, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái dự án IDO ở trên sàn Bybit cũng như là Web3. Chúng ta sẽ có 200 slot random thôi mọi người ạ. Nó cũng không nhiều mọi người nhé. Bạn nào mà chưa có tài khoản Bybit thì các bạn ấn vào link bên dưới đăng ký một tài khoản Bybit cũng như là KYC nhé. Các bạn đăng ký bằng email, mật khẩu và ấn vào Click Account. Tiếp theo là các bạn xác minh email, sau đấy login vào trong thì chúng ta vào phần Account and Security. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành KYC Level 2. Mình thì đã KYC rồi mọi người ạ. Bạn nào mà chưa KYC thì mọi người có thể làm nhé. Đây. KYC Level 1 thôi là được. Này. Đây, mọi người ấn vào Verify Now nhé. Rồi ok, tiếp theo thì ở đây thì mình có một ít đô la thôi. Thì nó cũng yêu cầu đấy. Cái dự án này nó yêu cầu đấy. Để chúng ta vào đây để đặt thêm một số cái thông tin ở chỗ Event nhé. Bybit Web 3 IDO là gì và cách làm thế nào để tham gia Bybit Web 3? Đó. Web 3 là gì, IDO là gì thì mọi người có thể đọc qua. Hoạt động như thế nào đây? Cách tạo ví Bybit này. Thông qua máy tính để bàn hoặc là các thiết bị Android. Quy tắc để tham gia vào Web 3 này. Những người tham gia IDO phải có tài khoản Bybit Web 3 đã đăng ký để tham gia hoạt động đăng ký IDO. Nếu bạn là người đăng ký Bybit mới, bạn sẽ đủ điều kiện biến là bạn đã đăng ký tài khoản Bybit và thiết lập ví Bybit của mình thông qua cổng Web 3 Bybit. Tức là vì bạn mới thì chúng ta cũng đăng ký được và bạn cũ thì chúng ta cũng đăng ký được. Cách tham gia Bybit thì IDO sẽ cấp khoảng 10 ngày. Nó bắt đầu 7 ngày trước khi IDO diễn ra thì người dùng quan tâm có thể hoàn thành các bước đăng ký và xác định họ xem họ có đủ điều kiện hay không. Một ngày trước IDO thì nền tảng Bybit sẽ bắt đầu giaidoạn chụp nhanh để xác nhận là tài khoản Bybit của các bạn cũng như là ví Bybit của các bạn có số tiền cần thiết hay không. Bạn muốn tham gia Bybit Web 3 IDO thì thực hiện hướng dẫn các bước bắt đầu. Bước 1 là để tham gia vào cái Bybit Web 3 IDO thì đảm bảo đã thiết lập tài khoản Bybit cũng như là bạn đã đăng ký một tài khoản, tức là bạn phải có tài khoản Bybit. Thứ hai, sau khi mà đăng ký tài khoản Bybit rồi thì bạn cần thiết là lập ví Bybit của mình ở trên cổng Bybit Web 3 và kết nối với ví cùng bên phải của cổng Bybit Web 3 và nhấn vào ví Bybit Web 3. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào click này. Chúng ta sẽ chọn là có chọn không? Không chọn. À thế thôi hả? Thế thôi mọi người ạ. Có mỗi thế thôi. Đấy, sau đây chúng ta ấn vào deposit. Chúng ta sẽ phải deposit unless là khoảng 300 USDT cũng như là 0,1 BNB, 0,1 BNB thì khoảng 30 đô la. 30 đô la cũng như khoảng 330 đô la. Đấy, thì chúng ta ấn vào deposit. Ở đây thì là cái ví của mình nhá. Đây. Khi mà chúng ta ấn đăng ký một cái thì chúng ta sẽ mỗi bạn sẽ có một cái ví riêng cho mình nhé. Đấy, sau đấy thì nếu mà đủ điều kiện thì chúng ta sẽ được mua ở đây luôn. Nó chỉ có 200 slot thôi mọi người nhé. Đấy. Đây, bây giờ cái bước đăng ký xong thì chúng ta sẽ phải chuyển đây. Đấy, bạn có thể mua BUSDT hoặc là BNB thông qua các nền tảng giao dịch spot hoặc là thông qua chuyển USDT và BNB vào tài khoản Bybit của bạn. Các bạn cũng có thể chuyển nhé. Các bạn có thể lên tài khoản Bybit này. Mọi người ở đây thì chúng có USDT nhé. Thì mọi người có thể chuyển vào nhé. Ví dụ của admin là khoảng 239 USDT thì chúng ta mất khoảng thêm khoảng 500 cái USD, 300 100 USDT nữa là 230 là 330 đấy, ví dụ như thế. Thì nó sẽ đủ điều kiện nhé. Đấy, chúng ta có thể rút ở đây nhé. USDT chúng ta có thể rút ở đây để sang Web 3 của mình. Sau lại từ Web 3 chúng ta cũng có thể rút về sàn luôn nhé mọi người nhé. Đấy, ở đây nó như một cái ví tiền điện tử ấy. Nó như kiểu là một cái ví ví MetaMask của mình đó mọi người. Đấy, ví Web 3. Ở bên OKX thì họ cho connect đến ví
ví gì nhỉ, ví MetaMask của mình luôn, nhưng mà ở đây này thì họ yêu cầu chúng ta phải phải thực hiện là chúng ta đăng ký một cái ví để chúng ta tham gia IDO. Thì chắc chắn là một cái dự án IDO này thì đã lên ở Bybit ấy, thì chắc chắn là sẽ có những cái dự án khác và sẽ chuẩn bị list lên ở đây, và cũng như là tham gia vào IDO lên Bybit. Vì thế cho nên là mọi người cố gắng, chúng ta làm từ đầu, sau đấy thì chúng ta có cái cơ sở như thế rồi và có ví rồi, sau đấy là những cái dự án mà họ IDO ở trên này là chúng ta cứ thế là theo thôi mọi người nhé. Đấy, cứ thế là theo thôi. Những cái dự án IDO này thì mình cũng không nói trước được là nó tăng bao nhiêu, nhưng mà một số dự án IDO ở trên sàn Loudspa nữa, ở trên sàn Binance cũng rất là thành công, ở trên Bybit thì cũng khá là thành công luôn. Còn cái IDO thì nó là những cái dự án bán trước, sau đấy thì sẽ list lên sàn, còn ít bao nhiêu thì tùy những cái dự án đấy có hot hay không. Đấy, và mình nghĩ cái dự án này chắc chắn là nó sẽ ấy đấy. Mà cái dự án này đây, cái giá rất là rẻ nè. Low price rẻ lắm. Mà có 200 slot thôi, chắc chắn là nó sẽ rất là hiếm ấy mọi người ạ. Đấy. Chúng ta đọc thêm này. Đây. Đăng ký ở đây. Sau khi đăng ký ở ký IDO thành công, ngay lập tức bạn sẽ cấp một cái series. Đây sẽ là số vé rút thăm may mắn của các bạn. Rút thăm may mắn sử dụng mã hợp đồng thông minh để chọn ngẫu nhiên là 200 bạn trúng thưởng. Danh sách đầy đủ người chiến thắng sẽ được công bố trên Twitter chính thức của Bybit Web3. Nếu bạn là người chiến thắng, bạn có thể điều hướng đến trang dự án IDO để chọn cho mình thông qua cổng thông tin Bybit và nhấp vào để hiển thị. Đấy. Đối với Web3 Camp có tổng cộng 200 vé và mỗi vé yêu cầu đầu tư là khoảng 200 đô la. Trong thời gian quy đổi mà thông báo, bạn sẽ phải trả phí gạt một lần để phê duyệt giao dịch thông qua mã thông báo IDO. Vui lòng đảm bảo rằng ví Bybit của bạn có đủ điều kiện để thanh toán 300 USDT và 0,1 BNB cũng như là phí gas. Trong vòng 1 giờ, giao dịch của bạn sẽ được chấp thuận và cùng với đó bạn sẽ nhận thành công mã thông báo của các bạn của mình cho IDO. Đấy, điểm mấu chốt là mặc dù một số rủi ro liên quan đến việc tham gia IDO, nhưng tiềm năng thu lợi ích tài chính rất đáng kể. Với Bybit Web3, bạn có thể thuận tiện tìm hiểu về IDO mới nhất, xem xét các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chúng và đăng ký và bản vẽ thông qua báo cáo, khám phá một số IDO hiện có thông qua cổng Bybit Web3 IDO. Tức là đây là một dự án khởi đầu cho Bybit Web3, và chắc chắn là sẽ có những dự án khác sẽ lên IDO ở trên Bybit. Vì thế cho nên là nó sẽ có sự hậu thuẫn của sàn. Đấy, vì thế cho nên là mọi người ở đây còn 6 đây nữa là end, thì đến ngày 18 tháng 10 thì bắt đầu lottery, tức là họ sẽ chụp nhanh nhé mọi người ạ. Đấy, các bạn làm xong thì các bạn đã vào deposit nhé. Deposit, các bạn có thể deposit này. Đây, BNB chain. USDT BEP20. Các bạn có thể dip USDT BEP20 nhé mọi người nhé. Đấy. Các bạn hold lấy một ít cả BNB nữa nhé mọi người nhé. Quay phần exit. Bài pin web 3. Đấy, mọi người có thể dip ở đây nè. BNB thì các bạn dip ở đây nè. Còn USDT này các bạn đổi với dip ở đây. Đây, vẫn là cái ví 94 của mình nhá. Ví 94 này, ví dụ như BNB đi. Đấy thì chúng ta sẽ đổi dip ở đây. Đấy cũng là cái ví này luôn. Đấy, nó cũng đơn giản thôi mọi người nhá. Đây là một cái như kiểu một cái ví điện tử của mình luôn. Thì mọi lần mà các bạn cũng có thể chuyển tiền về đây rồi các bạn chuyển đi chỗ khác, hoặc là các bạn có thể bán ở đây cũng được, không sao cả. Swap các thứ ở đây làm được hết mọi người nhé. Nó là một cái ví Web3 của sàn. Đấy, cái ví này hình như nó lại khác cái ví ở trên bên này nhá. Ví chính ở bên này khác nha mọi người nhé. Đấy, nó khác ví ở bên này nhá. Các bạn có thể chuyển từ bên này sang bên này để chuyển IDO nhé mọi người nhé.
Đấy, ok, mình thông báo, mình cũng đã thông tin đến các bạn dự án IDO ở trên sàn Bybit, cũng như là cách thức tham gia. Bạn nào mà muốn tham gia cái dự án này thì các bạn tham gia nhé. Mình nghĩ là cái dự án này chắc chắn là sẽ hot và chắc chắn là sẽ ích ích khá là nhiều. Đấy, nếu mà trúng mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nào có câu hỏi thì các bạn có thể inbox trực tiếp hoặc là bình luận xuống bên dưới video để admin có thể giải đáp thêm nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.